Mấy con quỷ virus corona này nó hoành hành quá các bạn ơi. Bởi vậy nhà trường cho bọn mình nghỉ thêm được vài bữa. Nghỉ lâu quá thì nhớ bạn bè, còn vô học được mấy tiếng cái nhớ nhà lại. Tao có bóp viết quanh bi, tao mong mau mau đi học đặng vô phe với mấy đứa mới được. Phiên bản trước mấy em biết cái gương bạc rồi, còn gương vàng lần này mấy em chưa biết. Một ngày tao ăn mấy chục bịch á, tao mới đổi được đó. Đâu cái gương vàng đâu? Đâu? Ở ngoài đây nè. Wow. Xách đi vô trong này review cho mấy bạn xem nha. Xách cái gương bạc bên kia đi qua để mình so sánh cho bạn xem cái điểm khác nhau giữa hai cái gương này. À, một cái nhỏ, một cái bự. Chưa? Đấy, nó như thế này đây. Cái gương bạc thì hôm bữa các bạn của mình cũng đã review rồi. Bây giờ là mình sẽ review tới cái gương vàng này xem bên trong nó sẽ có những cái món đồ gì đây. Mở ra đi cưng, để coi thử coi. Cái này gì nè anh Vinh ơi? Khoan từ từ. Cái này là cục đất sét bự gấp 2 lần so với cái gương bạc lúc trước nha các bạn. Trong cái gương vàng này mình thích nhất cái bộ Lego này nè các bạn. Còn riêng mình á là mình thích cái này nè, trong đây có cái con mô hình á. Không, mày mau mở cái cục đất sét ra coi trong chỗ có con mô hình gì vậy. Con gì trời, con gì trời, từ kéo nó ra. Con gì mà cái đầu bự vậy? Logo các bạn ơi. Xé ra. Đậu to mình nhỏ. Mày dán hai lớp lên anh Vinh ơi. Ừ, dán kỹ quá. Đâu, mở ra coi coi. Nhìn cái mặt của con này y chang mình luôn các bạn. Ơi nó còn xây được luôn nè. Cái đầu nó xây được nha các bạn. Giờ còn hộp Lego để tao mở nha. Nhanh đi, nhanh đi, mở nhanh đi. Hồi hộp lắm hả? Wow. Quá trời luôn nè anh Vinh ơi. Quá trời luôn. Đây là bộ Lego nha các bạn. Đúng không các bạn, hướng dẫn nè anh Vinh. À, hướng dẫn làm con này con kia ở trong này nè nha các bạn. Cái gương vàng này đảo các bạn ơi, hay là anh mua bánh Tony về sưu tập thẻ đảo gương vàng đi. Cái gương vàng lần này phải nói quá đẳng cấp các bạn, mấy em có thích không hả? Cho nên mình sẽ đi mua bánh Tony về để săn thẻ đổi thưởng tiếp nha các bạn. Hay là anh mua bánh Tony về làm trò chơi cho bọn em chơi đi. Lần này chúng ta sẽ không có chơi trò chơi nữa mà chuyển sang làm cái thử thách, đó là gói bánh bim bim siêu to khổng lồ. Mới mua thêm là 60 gói bánh về nè các bạn. Đấy, chuẩn bị săn thẻ nha. Số lượng bánh này em thấy còn ít lắm, chưa xứng đáng với danh hiệu bánh bim bim khổng lồ. Hay giờ anh mua thêm đi. Thầy da, bao nhiêu đây mà nó còn chơi ít nữa hả? Đó. Vậy thì giờ mình sẽ mua thêm 100 gói bim bim nữa về làm luôn. Bánh về tới đây. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ừ quên nữa, anh đang cầm nữa là mời đủ rồi đó, 100 gói. Mở khui ra hết cho anh đi. Đây là một núi bim bim trên 150 gói nha các bạn. Sau khi ăn hết cái đống này thôi thì cũng đã được một cái số lượng rất là kinh khủng về thẻ của anh Bi rồi. Các bạn ăn bánh này nè, săn thẻ, nếu có thiếu thẻ nào vô trường đổi thẻ với các bạn rồi đủ số thẻ yêu cầu các bạn đổi về gương vàng này nè. Ủa không, gà em thấy anh ăn bánh nhiều lắm rồi, không lẽ anh chưa đổi được gương vàng? Không phải là mình chưa có, mà là tại mình không khoe thôi các bạn. Wow. Anh thử mở ra coi có gì. Thì cũng y chang như nãy thôi, trong này cũng là một con mô hình với cái bản đồ. Cục đất sét chà báo nè anh Vinh ơi. Sét màu gì? Cục đất sét màu vàng. Chà báo. Thôi để dành đi, một hồi nữa cuối video mình mở nó mới hội hợp. Bây giờ làm cái thử thách gói bim bim khổng lồ trước cái đã mấy đứa. Dạ. Bây giờ anh làm mẫu cho bọn em xem cái coi. Được. Đầu tiên chúng ta sẽ cắt các gói bánh này ra nha mọi người. Nhìn mình nè. À, mình sẽ làm mẫu cho mấy em nhỏ này, đây là xem một lần rồi sau đó bắt chước làm theo. Đấy. Chút ra, đưa anh cái bộ, đưa anh cái giờ cái xô coi. Đây. Đổ vô. Đó, cái thẻ thì mình lấy ra. Thành quả sau khi cắt một cái bánh mình sẽ được như thế này. Phía trong là lớp bạc, phía ngoài là lớp vỏ bim bim. Mình cần 100 tờ như thế này, sau đó ghép lại ra một cái gói bim bim siêu to không lộ mấy đứa hiểu chưa? Chuẩn bị thêm một cái thau nữa mới được, tại vì tới 150 gói bánh là cái xô đầy vậy nè các bạn thấy không? Đó. Ờ. Anh Vinh đem dẫn đi. Đây đây, đưa cái xô này đây, một xô. Mình đang trong quá trình cắt lấy mấy cái thẻ ra nè các bạn. Thẻ lần này rất là đẹp luôn, bạn nhìn thấy chưa? Đây, một đống thẻ vàng luôn nè. Đó. Biết dán chừng nào mới xong hết hơn 100 cái giỏ bánh này đây nữa nè. Trời đất ơi. Y chà.
Y chà, cắt bằng keo đi. Nhấp. Bật xong. Đó các bạn, ra được cái vỏ bao bự bao nhiêu đây rồi nè. Đó, bây giờ mình sẽ sử dụng dán hết cái số vỏ bánh còn lại. Hay chà, biết bao nhiêu cái vỏ trong này hả? Quý liếm xong anh cho em cái hao bánh này đem về nhà ăn nha. Bánh này để một hồi đổ vô bịch bánh khổng lồ này nè, ai đâu mà cho mày. Kéo từ cho nó dài xuống đi. Rồi vốt. Các bạn thấy dán đơn giản vậy thôi chứ ra là khó lắm á. Nè, mày nhìn cái độ mà nó thông minh nè. Nó mày xạm nhiều quá. Nó heo. Mày dạ, nhìn cái độ thông minh nó heo. Two hours later. Trời ơi, thấy vậy chứ hồi sớm tới giờ đó các bạn, quá trình dán thấy đơn giản nhưng mà nó rất là lâu. Chà bá luôn rồi nè. Xong rồi, thật sự là xong rồi, nhưng mà chỉ xong mới có một mặt bịch bánh thôi các bạn ơi. Anh Vinh ơi, đói quá à. Em cũng vậy nữa. Hay là mình ăn hết cái này rồi lấy lại sức rồi dán tiếp. Rồi, ý mấy đứa làm sao hả? Dạ. Tôi cũng đói quá các bạn ơi. Thôi kéo cái thau đó với cái xô bánh nó lại đây ăn một cái đỡ đói mới được. Các bạn thấy vậy đó, cái video này làm lâu lắm, làm từ sáng tới giờ 2 giờ chiều, ăn cái này xong mới làm tiếp được nữa nè. Hoàn thành xong được hai cái lớp vỏ bánh khổng lồ luôn. Đây cho các bạn xem nè. Bước tiếp theo bây giờ là chúng ta phải làm gì đây hả mấy đứa? Hàng nó lại. Đúng rồi, các bạn nhìn đây nè, cái miếng rất là to luôn. So sánh thử với Vũ Thanh coi. Chàng Vũ Thanh mất tiêu luôn rồi. Cái con mà. Gáp nó lại nè, rồi hàng ở bốn góc lại. Lấy bằng keo đi. Ý là bỏ xuống. Hàng nó lại. Ý là bỏ xuống rồi dán lại. Đúng rồi, bỏ xuống mới dán lại được chứ. Kéo bằng keo đi tiểu cờ anh Vinh vốt cưng ơi. 5 minutes later. Sau khi hàng xong mình được một cái miếng rất là bự luôn. Nếu mà cái miếng này nó gấp lên làm hai, sau đó đổ bánh vào bơm hơi lên, nó sẽ trông nó thành một cái gói bim bim siêu to khổng lồ luôn. Rồi, chắc giá nó lại đây. Gấp lại. Gấp nó lại đây mấy đó. Bạn thấy khổng lồ chưa? Cao hơn đại nữa nè. Rồi cái này là có môn là làm cái mền cho nguyên nhóm chui vô ngủ luôn cũng được. Đổ bánh vô, đưa đây đưa thao cho anh. À, đổ bánh vô nghe các bạn. Quá trời luôn bạn ơi. Trời ơi, nãy thấy bánh nhiều lắm mà sao đổ vô có chút xíu vậy? Không phải do bánh ít mà do bọc nó quá bự thôi. Nãy mấy bé ăn gần hết một số người ta rồi. Hơn 100 cái bánh ghép nó lại đó. Đem ra ngoài này. Rồi hàng nó lại cái đầu trên luôn, sau đó bọn mình sẽ bơm hơi vào. Dán lên đi tiểu con. Mấy đứa kia vô dịnh tiếp, bạn cứng đứng ngoài không dễ. Kéo dài quá làm được rồi, nha. Trong khi hàng cái gói bánh này lại, anh đi review cái hộp gương vàng của anh đi. Ok con tê tê, bây giờ mình sẽ xách cái gương vàng của mình vào đây review cho các bạn xem nha. À, tháo ra. Đây cũng là một cái bản đồ nữa nè. Để đi. Đây cái hộp Lego đó. Lại là một cái hộp Lego, bạn thấy chưa? Sau này mình sẽ để dành rất là nhiều cái hộp Lego này lại tổ chức một cuộc thi Lego đại chiến. Đây chính tay mình sẽ mở cục đất sét này ra nha mọi người. Đó. Hay dạ. Em cắt ra cho. Nè cắt đi cho nó lẹ. Ừ. Kéo nó ra. Kéo nó ra. Từ từ. Nặng. Ai vậy? Luffy. Phải Luffy không? Luffy mũ cơm. Quá dễ thương luôn các bạn ơi. Đây chính là con Luffy trong cái rương vàng lần này mình vừa mở ra đó. Thì trong những cái con mô hình này thì nó to hơn đối với những cái con mô hình trong cái rương bạc lúc trước, các em có thấy không hả? Thấy. Xoay một vòng. Rồi cho hai con nó nhìn đối diện với nhau nào. Cho nó hôn nhau một cái nào. Để đổi thử được cái rương vàng này đem về nhà, các bạn phải tìm được 12 mảnh bản đồ khác nhau trên các gói bánh. Sau đó ghép lại giải mã cô đố coi là người ta cần cái bộ thẻ nào. Sau đó các bạn gửi bộ thẻ đó về cho ban tổ chức, các bạn sẽ được lãnh một cái rương vàng. Ở phía sau gói bánh này người ta có hướng dẫn các bước nè. Nhờ ông chủ tiệm sửa xe, ông bơm cho nó căng phòng lên cho anh đi. Anh làm vậy chi? Có vừa hỏi bong bóng à, Ngọc ở đây nè, Ngọc bước vô hỏi. Đúng vậy. Rồi, thằng Ngọc hôm bữa nó là vua thổi bong bóng mà hả? Quên nữa. Rồi, thổi rồi. Thổi đi Ngọc. Tao chưa đút cái ống vô mày ơi, mà mày làm ơn hỏi bớt nước miếng được không ạ? A few moments later. Hỏi không nói giờ đem xuống đây bơm nha các bạn. Bơm lên kìa Ngọc. Đang phình lên nè các bạn. Bén hơi lớn các bạn. Coi coi nó có lủng chỗ nào không? Dạ.
tao đi bơm về mà cái gói sao nó xẹp lép vậy con? Em bơm rồi mà xì. Xì ra bớt rồi các bạn ơi. Trời ơi. Thôi kệ đi. Cái video này làm từ 8 giờ sáng gần đến 4 giờ chiều luôn các bạn. Mệt quá. Mới có 3 giờ 45 hả mày ơi? Video này đến đây là kết thúc thôi. Và chúng tôi cũng đã hoàn thành cái thử thách này rồi. Nếu các bạn yêu thích video này thì hãy cho một like, một share. Nhớ đăng ký kênh. Rồi hẹn gặp các bạn ở những cái video sau nha. Và đừng có quên là sưu tầm nha. Sưu tầm thẻ để mà đổi được những cái gương vàng như thế này đây. Và đây chính là cái gói bánh bim bim siêu to khổng lồ. Có em nào muốn ăn cái gói bánh này không? Rồi mấy em bay xách về ăn hết luôn đi. Bye bye các bạn nha.